Em xin chào các bác ạ. Và hôm nay thì Lương Thanh có một đơn hàng là giao một chiếc loa kéo đến ở cái công ty ở đường Bát Khối các bác nhá. 145 Bát Khối này ở Long Biên, Hà Nội. Một cái công ty sản xuất hạt nêm to vô cùng luôn, rất là to. Đây là con loa kéo Bát 50 đến từ thương hiệu là Arnold Sonka. Cái thương hiệu Arnold Sonka thì các bác cũng biết rồi là nó có rất là nhiều những dòng loa kéo khác nhau. Đấy, và kia là đây các bác có thể thấy. Đấy, con loa kéo này rất là to các bác nhá. Con loa này bao gồm cả mic luôn, hát karaoke nghe nhạc cực khủng. Đây là con Arnold Sonka Media, mã của nó là CB56GD, có công suất là 200W các bác nhé, Bát 50. Và nó có tích hợp cả ứng dụng để chúng ta có thể là hát karaoke được, ứng dụng chọn bài chuyên nghiệp. Và cái sản phẩm này là một cái sản phẩm thuần Việt, sản xuất tại Việt Nam luôn các bác nhé. Đấy, sản phẩm của người Việt luôn đấy ạ, chứ không phải là hàng Trung Quốc gì đâu. Đây là con loa đây các bạn, rất là to và em sẽ bỏ nó ra ngoài. Cái con Arnold Sonka này thì em đã bỏ ra ngoài rồi và các bác có thể thấy là nó rất là to các bác nhá. Bát 50 thì cái tiếng nhạc, cái âm thanh của nó bắn đánh cực kỳ khủng luôn. Và nó là một cái sản phẩm thuần Việt, thế nên là các bác có thể thấy là cái tờ hướng dẫn sử dụng và giờ giấy bảo hành là hoàn toàn bằng tiếng Việt hết. Và trong này nó có hướng dẫn sử dụng chúng ta cách cân chỉnh nhạc ra sao này, kết nối optical như thế nào, kết nối với cả điện thoại như thế nào và tải ứng dụng về để hát karaoke như thế nào. Nó có đầy đủ hết ở trong này, kể cả cái phần đồng bộ micro không dây với cả loa nó cũng sẽ có đầy đủ trong cái hướng dẫn này các bác nhé. Và cái đầu tiên ý, khi mà chúng ta mang loa này về thì chúng ta phải sạc qua đêm. Đấy, để cho sạc qua đêm trước khi sử dụng. Đấy, chúng ta phải cho nó sạc đầy phè đã thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta sử dụng nhé các bác nhé. Thì loa nó sẽ là bền nhất. Đấy, và khi mà hết pin thì chúng ta phải cắm sạc ngay. Và trong này thì nó có hướng dẫn đầy đủ cho chúng ta luôn rồi. Và ở trên cái con này ấy, thì nó sẽ có tích hợp rất là nhiều các chức năng khác nhau. Nó sẽ có là chống hú dị tần, không làm giảm chất lượng của tay mic nhưng mà chống hú vẫn rất là tốt. Đấy là một trong những cái tính năng đời mới của những dòng loa kéo mới. Và cái thứ hai đó là nó có thể là connect được với cả những cái con loa kéo khác nữa. Và có nghĩa là các bác khi mà các bác sở hữu một con loa kéo cũng là cái dòng CB56GD ấy, thì các bác có thể là kết nối hai con loa với nhau, đồng bộ hai con loa với nhau để nó tạo thành một con loa và nó sẽ đánh âm thanh xít te được, rất là hay. Và một cái nữa đó là nó có chức năng boost bass nữa. Các bác có thể thấy ở trên này nó sẽ có cái chức năng bass cộng cộng đây này. Khi mà các bác nhấn bật cái chức năng này lên thì lúc đấy cái tiếng bass của nó sẽ được khuếch đại hơn và nó đánh cực kỳ căng để các bác nghe những cái bản nhạc sàn. Và ở trên này thì nó sẽ có nhiều cổng kết nối các bác nhé. Nó rất là đa dạng cổng kết nối để các bác có thể kết nối theo nhiều thiết bị khác nhau. Thứ nhất là MP3 cắm USB này, định dạng MP3 này để nghe nhạc trong USB này. Cái thứ hai là nó có hẳn cả giải mã quang học tích hợp luôn. Các bác cắm thẳng cái đường cổng quang vào đây luôn các bác nhé. Những cái con loa rẻ tiền nó không bao giờ nó có cái chức năng này cả. Đấy, nó sẽ tích hợp luôn cả giải mã quang ở trong này luôn này. Tiếp theo là các bác có thể là sử dụng cái đường jack 3.5 để các bác đưa âm thanh vào và nó sẽ có một đường line out bằng 3.5, tức là nó sẽ đưa âm thanh ra bằng đường 3.5 để các bác kết nối nó với cả những cái bộ phát âm thanh khác. Và nó sẽ có thêm cả cái đường cắm mic nữa. Trong trường hợp là các bác muốn dùng thêm một cặp mic không dây thì các bác sẽ cắm vào cái chỗ lỗ mic này nhá. Còn nếu mà các bác có đàn guitar hoặc là nhạc cụ thì các bác sẽ cắm vào chỗ guitar này. Và ở phía cái cột ở bên cạnh nó là hàng loạt những cái nút chỉnh. Thứ nhất là âm lượng của mic này. Đây các bác nhá, nó sẽ chia ra này. Ở từ cái nút màu xanh này hất lên, nó có cái đánh dấu ký hiệu music ở đây nhá. Từ cái nút này hất lên, nó là dùng để chỉnh nhạc. Đây anh xem luôn để em hướng dẫn anh luôn nhá. Đây anh thấy nhá, ở đây nó ghi là music đúng không? Tức là từ cái nút này trở lên nó sẽ là để chỉnh nhạc này, bass và chép của nhạc này, âm lượng của nhạc này. Còn cái nút to này nó là âm lượng tổng cả nhạc cả mic luôn. Đấy, cái thứ hai là cái phần chỉnh mic. Cần chỉnh mic, anh yên tâm tí em đăng lên xong em gửi anh link. Phần chỉnh mic hoặc là anh nhìn ở trong cái tờ hướng dẫn sử dụng ấy, nó có đầy đủ luôn. Phần chỉnh mic lên này nó sẽ có chỉnh mic 1, mic 2, âm lượng của mic 1 và mic 2 này, chỉnh bass và chép của mic này, chỉnh echo của mic này, delay của mic và reverb của mic như là một con vang số chỉnh cơ luôn. Nó có cả reverb luôn nhá, những cái dòng loa cao cấp nó có reverb đấy. Đây, anh thấy không? Đấy, nhìn rõ mà. Đấy, nó có cả reverb ở đây này. Đấy. Delay này, echo này. Echo thì nó là nhại, còn reverb đó là vang. Delay thì nó là cái độ trễ giữa những cái tiếng nhại đấy. Đấy, và anh kết nối nhá. Anh thấy cái chữ mode này không? Là nó để chuyển chế độ kết nối. Ở đây nó đang ở chế độ là Bluetooth này. Khi mà mình nhấn cái nút mode này nhá thì nó sẽ báo
là sang MP3 USB chẳng hạn, hoặc là sang optical chẳng hạn, hoặc sang đường line chẳng hạn. Anh mà dùng đường optical từ TV cắm xuống thì anh phải nhấn cho nó chuyển về cái optical này. Còn nếu mà anh cắm MP3 thì anh phải chuyển mode này cho nó nói lên chữ MP3 Connect. Đấy, hoặc là bắt Bluetooth thì mình lại nhấn về cái nút Bluetooth này. Đấy, nó có nhiều đường kết nối. Còn đây là cái đường cổng sạc vào của nó nhé. Đấy, đường sạc vào AC in đây. À, tối nay anh cắm cho phát, cắm qua tối luôn đi, qua đêm luôn cho nó sạc đầy bình lên mình dùng cho nó thoải mái. Tất cả hàng chính hãng của Arnold sẽ đều có tem chống hàng giả đây các bác này. Đây là tem chống hàng giả của Arnold nhá. Và nó sẽ có bánh xe, nó sẽ có bốn bánh xe ở dưới, và bánh xe này nó cũng có cái lẫy khóa luôn để nó không bị di chuyển. À, và đây là cái chỗ để nó chứa cái bình ắc quy được bác, bình ắc quy của nó rất là to. Nó là cái pin lithium các bác nhá. À, và tiếp theo là ở phía bên trên nó sẽ có cái hai bên tay cầm. Đấy, hai bên sẽ có bên hai tầm để các bác có thể bê đi bê lại. Gáy nó cũng có tay xách để các bác kéo nó di chuyển. Đấy, rất là hay. Hai cái bên trên nó có hai cái lỗ để mic này. Đây các bác có thể hát xong các bác để luôn ở mic ở đây. Các bác thấy nó tiện lợi không ạ? Rất là chu đáo, chỉnh chu. Đấy, chúng ta để luôn hai cái tay mic ở đây nhá. Đấy, và nó sẽ kèm theo cả pin, nhưng mà cái pin này chỉ là pin dùng một lần thôi. Các bác hát xong nó hết thì các bác lại thay cái quả pin khác, nó là cái pin con thỏ bình thường đấy các bác ạ. Và bây giờ em sẽ thử cái tiếng mic cho các bác nhé. Và hiện tại em đang ngồi cách con loa này khoảng chưa đến 1 mét và em sẽ alo thử các bác. Alo 6 7 1 2. Và trong cái mic này nó tích hợp cả hiệu ứng reverb và echo luôn các bác nhé. Cái mà những cái con vang cơ các bác mua, những con vang cơ rẻ tiền ấy thì nó cũng không có reverb đâu. Thế nên là hát nó bị thiếu hiệu ứng, tiếng mic nó rất là khô. Và khi mà có thêm cái hiệu ứng reverb thì nó sẽ trợ lời hát cho chúng ta, và chúng ta hát nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và nó trợ lời cho chúng ta rất là nhiều, mang lại cái tiếng hát ngọt ngào. Và những người hát không hay cầm mic này lên hát cũng hay. Và khi mà chúng ta bật cái bass cộng cộng này, chúng ta nhấn giữ này thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ sáng cái phần cái bass bass này lên các bác nhé. Và khi mà nó sáng cái nút bass này lên ấy thì lúc đấy cái tiếng bass của nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều và uy lực hơn. Và bây giờ em sẽ mở thử một đoạn nhạc để các bác cùng thưởng thức nhé. Đi làm chi em yêu anh sao chua xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngắm mây trắng lượn lờ, vút cao bay lên chốn xa. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chú trên môi cười. Là đời anh vẫn mệt nhoài. Và ở phần phía trước của nó là phần e-căng bằng kim loại các bác nhé. E-căng kim loại, và nó làm hoa văn nhìn trông rất là bắt mắt. Ở chính giữa của nó là cái thương hiệu Arnold Sonka Media được dập chìm ở phần e-căng này. Và ở phía dưới nó là cái tên, nó là cây beatbox các bác nhé. Và cái ứng dụng thì bên em đã làm nhiều clip quảng cáo về cái dòng loa Arnold này rồi, thì các bác tải ứng dụng của nó rất là dễ. Ở ngay ở trên cái tờ hướng dẫn sử dụng này, nó sẽ có cái phần để bác quét các bác nhé. Các bác mở điện thoại hoặc là Zalo lên, các bác vào phần quét QR, các bác quét vào cái phần Android nếu mà bác sử dụng cái điện thoại Android. Còn nếu mà sử dụng iOS là những chiếc iPhone ấy, thì bác quét vào cái phía bên tay phải là lập tức nó sẽ hiển thị ứng dụng đấy ra để chúng ta cài đặt về. Và cái khi mà chúng ta muốn sử dụng ứng dụng ấy, chúng ta kết nối Bluetooth với con loa và chúng ta mở ứng dụng lên là ngay lập tức là chúng ta sử dụng được luôn, chọn bài hát karaoke chuyên nghiệp được luôn. Ở đây nó có kèm theo cả phiếu bảo hành nữa các bác nhé. Nhưng mà khi mà mua ở lương âm thanh thì sẽ có cái tem vàng của lương âm thanh, thì lúc đấy các bác cũng không quan tâm đến cái phiếu này nữa. Các bác mất phiếu bảo hành cũng không sao, chỉ cần giữ cái tem cho em còn nguyên vẹn là được. Và bác nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng loa kéo này thì hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và em nhắc lại một lần nữa, mã của con này là con CB56GD các bác nhé. Là cái con bát 50 công suất 200W. Còn cái dòng loa kéo nhỏ hơn 165W thì có con CB501GD. Và bên em có rất là nhiều những cái dòng loa Arnold Sonka Media bát từ nhỏ cho đến lớn để phù hợp với công suất và mục đích sử dụng của các bác. Cảm ơn, và em xin dừng cái clip này ở đây.